là một ngày vinh diệu, tất nhiên là cái ngày hát khúc khải hoàn, là cái ngày đó tất nhiên là hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Mà gót hài muốn trở phải làm sao? Đạo đức thâm sâu hãy bước vào, nhìn tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh mau đào. Đó tất nhiên là cái ngày đó đó cô bác anh ở trường đạo, đó là một ngày vinh diệu, là cái ngày đó là tất cả đồng đạo của chúng ta là được ghi tên son tại bản vàng, quý quá sánh hơn ngàn cổ thế. Đạo nhân gắn gìn cao hứa để phải thờ cha kính mẹ chọn niềm, ơn sanh thành từ cổ chí kim là ơn trọng phải gìn cho vẹn. Cô bác anh em trường đạo, vậy thì cái ngày mà chúng ta hoàn thành được tứ ân hành coi như là đâu đó rõ ràng, thì bây giờ cái ngày đó là vinh diệu, là một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lạc phong thần bản ghi. Hoặc giả là nào là luân lý tứ ân, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp, sát thân mới còn. Tất nhiên là cái ngày đó là ngày vinh diệu, là cái ngày chúng ta được gặp Phật, ngày chúng ta được gặp thầy. Thứ ba, đồng đạo ghi trên giấy bằng bốn câu giảng: lưng thường nặng nợ phải dai mang, nhưng gọi thừa ân của Phật đàn, cố giữ tâm trì theo đến chốn, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Và sư ngôn xin hỏi, lưng thường nặng nợ, mà cái nợ lưng thường này là như thế nào mà gọi là lưng thường, mà nhưng gọi thừa ân Đức Phật của Phật đàn, mà nhưng gọi, mà cái thừa ân của Đức Phật đàn mà gọi nhưng là sao, rồi gọi không nhưng là sao, mà Đức Thầy còn phải kêu là cố gắng tâm trì đó, nhưng gọi mà còn cái tâm trì nữa, mà mình nhưng gọi rồi có thể là nó được nhưng rồi, mà còn trì nữa là nó như thế nào, rồi theo đến chốn là đến chốn là chỗ nào, rồi một ngày vinh diệu ắt bằng an là nó bằng an là như thế nào. Anh Tư cũng giải phần này cho rõ. Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủng chẳng pháo tay đây chứ quý vị. Tiếp theo cái tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên trong đó bốn câu là luân thường nặng nợ phải dai mang, nhưng gọi thừa ân của Phật đàn, cố gắng tâm trì theo đến chốn, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi lưng thường tại sao nặng nợ mà phải dai mang, mà nhận gọi thừa ân của Phật đàn là Phật đàn đó là ai mà phải nhận gọi, còn thừa ân như thế nào là cái ân thừa là sao. Rồi cố gắng tâm trì theo đến chốn, vậy thì bây giờ tâm trì bằng cách nào mà đến chốn đó, lại đến chốn ở đâu vậy hả cô bác anh em chị đồng đạo? Mà một ngày vinh diệu ắt bằng an là cái ngày vinh diệu là cái ngày nào? Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả chư đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên. Vậy thì bốn câu giảng này chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái bài Đến Làng Nhân Nghĩa, cô bác anh em chư đồng đạo. Mà đồng đạo có như là trích ra trong đây bốn câu Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn, viết tại gia đình ông Hưng Bộ Thạnh. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ luân thường nặng nợ phải dai mang, vậy là cái nợ gì mà nặng vậy hả cô bác anh em chồng đạo? Cái nợ gì mà nặng dữ vậy? Vậy thì bây giờ cái nợ lưng thường này là cái nợ mà đối với nam cũng phải bị nợ, mà nữ cũng phải bị nợ, cô bác anh em chồng đạo, thấy không? Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là tơ tóc dai quằng gái dạng phân. Đây tất nhiên là cái nợ lưng thường nè, thấy không? Cái tơ tóc dai quằng gái dạng phân là nợ. Rồi bây giờ bên nam, nợ nước văn chương toàn báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết định ân. Vậy thì bây giờ cái nợ này tất nhiên là nam cũng phải nợ, mà nữ cũng phải nợ. Vậy là lưng thường nặng nợ phải dai mang, tất nhiên luân là đạo ngũ lưng, thường là đạo ngũ thường. Vậy thì bây giờ đó là luân thường, tất nhiên là cái đạo ngũ luân và cái đạo ngũ thường, hai cái đạo này ai cũng phải giật, cho nên nặng nợ lắm cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà trong cái đạo ngũ luân đó là cái nợ này nặng lắm, thấy không? Vậy thì bây giờ là quân thần can, phụ tử can, phu thê can, ba cái nợ này nặng nè, thấy không? Rồi đạo thầy trò, rồi đạo bè bạn, nợ này nặng lắm. Đây bây giờ quý vị mình nghe lại một đoạn Đức Thầy nói vấn đề đạo ngũ luân này, coi bây giờ chúng ta có nặng không nghe.
đạo tôi Chúa chặt dình câu trung thiện, đạo thầy cho khắc cốt dưới ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Cái chỗ này nặng nè, cái chỗ mà đạo chồng vợ mà thuận hòa cho đến thác đó nghe, là cái chỗ đó khó, nặng chứ lắm, nặng, thấy không? Cho nên chồng tu mà vợ không tu đó nghe, cùng nhau cãi lộn lu bù không thôi. Còn chồng tu mà vợ cũng tu nữa, cùng nhau tu được thì ao tù thoát ra. Mà vợ chồng đồng lòng đó thì tác bể đông cũng cạn, mà vợ chồng lãng quạng dũng cạn tác không xong, châu trắng châu đen hoàng sao được, phải không? Cho nên bây giờ trong khi đó đạo chồng vợ Đức Thầy bảo cho chúng ta là tu cầu gia đạo vuông tròn, đúng không? Chồng hòa, vợ thuận, cháu còn thảo hiền, cái này nặng không? Đó là lương thường nặng nợ phải dai mang mà. Vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta dai mang nặng cái chỗ này. Bây giờ chúng ta phải lo, phải làm sao cho nó đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến thác. Còn nếu chúng ta không nặng nợ, không dai mang, là đạo chồng vợ cự hoài. Cứ cự hoài tới trong khi đó làm sao mà trong khi đó mà được thuận hòa được, phải không? Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ ở đây là cái đạo ngũ luân. Tất nhiên là trong khi đó là Đức Thầy nói luân thường là nặng nợ, là phải dai mang. Tất nhiên là mỗi người chúng ta sống trên đời này ai cũng phải coi như là có cái đạo ngũ luân và ngũ thường. Rồi cái đạo ngũ thường là bên nam mình sao? Nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Tất nhiên là cái này là cái ngũ thường của người chúng ta coi như là phải áp dụng. Mà nếu như chúng ta không áp dụng cái đạo ngũ thường này thì bây giờ đối với cái đạo coi như làm người của chúng ta coi như là chưa có hoàn thành, chưa có vẹn vẻ được. Mà chưa hoàn thành, chưa vẹn vẻ được thì làm sao mà chúng ta sống được đời thượng quan hay về cõi Phật, phải không? Cho nên muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. Muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần, đó là lưng thường nặng nợ phải dai mang. Rồi bây giờ coi như là chúng tôi trình bày gọn vậy thôi, chứ thật sự ra trong khi đó lưng thường đó mà trình bày đó là cùng với quý vị nó rộng lắm cô bác anh em đạo. Nó thuộc về là nguyên một coi như là cái về là cái lề lối coi như là cái đạo của thánh nhân, cô bác anh em trong đạo nè. Vậy thì bây giờ qua câu thứ hai, nhuần gọi thừa ân của Phật đàn. Vậy bây giờ thừa ân của Phật đàn đó là ai? Là Đức Phật, cô bác anh em trong đạo. Mà nếu như chúng ta tu, chúng ta sẽ được cái ân thừa, thấy không? Ân thừa của ông Phật là nhuần gọi thừa ân của Phật đàn, là chúng ta tu là sau này là chúng ta sẽ được cái thừa ân của Đức Phật để ban cho chúng ta, thấy không? Đây bây giờ quý vị mình nghe vài đoạn Đức Thầy. Nếu như ai mà tu thì sau này đều được thừa ân của Đức Phật chiếu cố cho chúng ta, thấy không? Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Cho nên Đức Thầy xác định cái điều đó là Đức Thầy sẽ độ trì cho chúng ta, Đức Thầy sẽ ban ân phước cho chúng ta. Ban chỗ nào? Đây, Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đó là nếu như chúng ta tu sẽ được cái ân của Đức Thầy, ân thừa của Đức Thầy. Đây, Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là ngày vui tươi cũng đà lố bóng, đúng không? Cớ sao đời còn mãn say xưa, không tìm Thầy đặng hưởng phước. Phước thừa, tất nhiên là thừa ân của Thầy, cô bác anh em nhân vỗ tay vỗ đi. Không tìm Thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội tai dinh nhành quế. Tất nhiên là thừa ân của Phật đàn, thấy không? Rồi chỗ khác đó là Đức Thầy bảo cho chúng ta là nếu như chúng ta tu là chúng ta sẽ được coi như là thừa ân chẳng những Đức Thầy mà còn trời nữa, cô bác anh em trường đạo, phải không? Nên đây bây giờ Đức Thầy mới nói là tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh, sao nữa, phước thừa cho dân, đúng không? Đây là ân thừa của Phật mà, nhân gẫu thừa ân của Phật đàn. Tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh, phước thừa cho dân. Tất nhiên là bây giờ chúng ta tu là sau này chúng ta sẽ hưởng phước thừa, phải không? Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta nữa nè, tu cầu thuận gió hòa mưa, sao nữa, an hòa nhân vật, phước thừa trời ban, của bác anh em trong đạo. Đó là nhân gẫu thừa ân của Phật đàn chứ còn gì nữa, phải không? Chẳng những vậy mà hàng ngày đám dỗ nè, rồi quý vị mình lát nữa đây là nghe đọc lại cái bài cúng nè, cái bài mà đầu cú lại của Quyền Thất Tổ nè,
Rồi bây giờ cái ân thừa này của ai? Của ông Phật, của không? Sao bây giờ sao? Cái câu đó là sao hưởng được phước thừa của Phật, không? Hưởng được phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng giữa khẩu tử sanh. Vậy thì bây giờ nhân gọi thừa ân, đây là cái ân thừa, thấy không? Nhân gọi thừa ân của Phật đàn, tất nhiên là Phật ban cho mình, là sao hưởng được phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng giữa khẩu tử sanh, là ngon lành không? Đây là nhân gọi thừa ân của Phật đàn. Nhưng mà trong khi đó Đức Thầy mới bảo cho chúng ta muốn được là những cái ân như vậy, được ân thừa như vậy là thọ ân thừa mà được cảnh nhàn an, chăm họ đầu đê trước thánh hoàng. Vậy thì bây giờ muốn được như vậy là cố gắng tâm trì theo đến chốn, thấy không? Vậy là cố gắng là cố gắng gì? Cái thứ nhất, cố gắng là sớm chiều cúng lại, thấy không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì cũng được tòa chương dự kế, là cố gắng, thấy không? Đó tất nhiên là cúng lại. Vậy thì bây giờ ở đây là cố gắng tâm trì, cố gắng cúng lại, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật, cố gắng làm lành, cố gắng bố thí, cố gắng nhẫn nhục. À, tu bây giờ phải cố gắng như vậy mới được, là cố gắng mới tâm trì như vậy là mới theo đến chốn. Vậy thì bây giờ theo đến chốn là đến nào? Chỗ nào gọi là chốn? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho cái chốn đó là nở đâu lại dài bừa đồng lội, cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ đó, là cái chỗ đó đó, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên, là cố gắng tâm trì theo đến chốn, là theo đến chết, đến bến Tây Phương Bình, không? Chứ không phải là cái như là ở đây. Vậy là đi chừng nào mà đến cõi Tây Phương thâu tu cho kẻ bảo tham nhượng, đẹp lòng cha mẹ mà cứu quyền trời trong, tất nhiên là về bên cõi Tây Phương thôi, là cố gắng tâm trì theo đến chốn. Vậy thì bây giờ cuộc đời tu của chúng ta, tu cao cả ráng tu, đừng chán tu, cho nên kệ tháng kệ năm, mà trên đường tu phải chung thủy nhất tâm sống tháp, quyết tu tầm cho đến Phật. Là chúng ta phải tu siết hột mè, tu đè hột bắp, tu dập vô minh, tu sanh tịnh độ, tu trổ niết bàn, tu sang cực lạc thôi. Như vậy mới cố gắng tâm trì theo đến chốn. Chứ tu 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm rồi bán đồ như thế làm sao đến chốn, không? Vậy là cố gắng tâm trì theo đến chốn, tất nhiên là chúng ta tu làm sao là cả cuộc đời của chúng ta tu coi như là đến cái ngày mục đích cuối cùng, đó là cố gắng tâm trì theo đến chốn. Rồi một ngày vinh diệu ắt bằng an, là một ngày vinh diệu là ngày nào? Cái ngày mà Đức Thầy cho chúng ta biết là cái ngày vinh diệu đó là cái ngày mà Đức Thầy cho chúng ta biết là vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân, là cái vinh diệu này, là cái vinh này cứ như là của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban, là cái ngày đó là ngày vinh diệu. Vậy là một ngày vinh diệu tất nhiên là cái ngày hát khúc khải hoàn, là cái ngày đó tất nhiên là hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Mà gót hài muốn trở phải làm sao? Đạo đức thâm sâu hãy bước vào, dình tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh mau đào. Đó tất nhiên là cái ngày đó đó cô bác anh em chồng đạo, đó là một ngày vinh diệu, là cái ngày đó là tất cả đồng đạo của chúng ta là được ghi tên son tại bản vàng, quý quá sánh hơn ngàn cổ thế. Đạo nhân gắn gìn cao hứa để, phải thờ cha kính mẹ chọn niềm, ơn sanh thành từ cổ chí kim, là ơn trọng phải gìn cho vẹn cô bác anh em chồng đạo. Vậy thì cái ngày mà chúng ta hoàn thành được tứ ân, hành coi như là đâu đó rõ ràng, thì bây giờ cái ngày đó là vinh diệu, là một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lạc phong thần bản ghi. Hoặc giả là nào là luân lý tứ ân, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp, sát thân mới còn. Tất nhiên là cái ngày đó là ngày vinh diệu, là cái ngày chúng ta được gặp Phật, ngày chúng ta được gặp Thầy, là cái ngày đoàn tụ đó mà Đức Thầy cho chúng ta biết là biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau, là cái ngày đoàn tụ, cái ngày có như là được tất cả đồng đạo của chúng ta là được có như là phong thượng, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là xem chung cuộc phong thần tại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Vậy thì bây giờ kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo, đó là cái ngày vinh diệu. Ắt bằng an tất nhiên là bây giờ được trọn đầy của bác anh em dòng đạo. Vậy thì không tu chừng khổ cũng ưng, còn tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay cho chàng pháp thay. Thì quý vị đến đây dứt đề tài, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lễ kính Đức Thầy.
Kính thưa quý ông, quý bà và tất cả anh chị em và quý đồng đạo, thì hôm nay thì em cháu đến đây để xin hỏi chú Tư bốn câu, là bốn câu đó để nhờ chú Tư giải đáp qua cho tất cả quý đồng đạo nghe chung. Bốn câu đó là: lúc trồng rẫy rủa nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao, nấu lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tánh ai người giả đạo. Lúc trồng rẫy rủa nhiều sâu bọ, mà sâu bọ ở đây phải là những con sâu tham sân si không? Rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao là thầy kêu mình phải kiên trì, hay là mình thấy sâu bọ vậy rồi mình bỏ giống? Rồi nấu lọc rành mới biết vàng thao, mà nấu như thế nào mới lọc được vàng, được thao? Rồi ai thật tánh ai người giả đạo, mà thật tánh là sao, giả đạo là sao? Nhờ chú Tư giải cho đắc đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chàng phá tay đây chứ quý vị, là cái đề này là cái đề cuối cùng để cho chúng ta trở về cái phần chánh cúng. Đồng đạo tám mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó bốn câu, mà trong bốn câu đó là lúc trồng rẫy đuổi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao, nấu lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tánh ai người giả đạo. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi: lúc trồng rẫy là lúc nào, mà rủi nhiều sâu bọ là con sâu làm sao, con bọ làm sao, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao, vậy là bỏ giống gì vậy cô bác anh em trong đạo, phải không? Nấu lọc rành bây giờ nấu bằng cách nào vậy hả? Thưa cô bác anh em trong đạo mới rõ ràng thao, mà ai thật tánh ai người giả đạo, ai cái người tu thiệt ai người tu giả vậy? Hết sức là chí lý và độc đáo vô cùng, cô bác anh em trong đạo, qua bốn câu giảng mà qua cái giờ chót nữa chứ. Thưa chú quý vị, bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong bài Sa Đéc, mà bài Sa Đéc này là Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Đức Thầy viết ở tại Sa Đéc và có tất cả dạy đó là 172 câu, mà đồng đạo trích ra trong đây bốn câu cho chúng tôi bàn. Thưa chú quý vị, lúc trồng rẫy là Đức Thầy viết cái bài này vào năm Canh Thìn năm 1940. Rồi bây giờ chúng ta dở trang ra trong cái bài Sa Đéc là chúng ta thấy ngay trong lúc này, thấy không? Lúc trồng rẫy nè, bây giờ chúng ta đang trồng rẫy nè, chứ còn gì nữa giờ, thấy không? Vậy thì bây giờ chúng ta trồng rẫy đó là trồng rẫy gì vậy hà cô bác anh em trong đạo hả? Bây giờ chúng ta đang trồng cái cây gọi là cây bồ đề, mà cây này Đức Thầy cho chúng ta biết trồng cây mà chẳng gấp gào, để cho gió lại tạt vào gốc lá, nghe không? Vậy thì bây giờ chúng ta trồng cái cây bồ đề này là chí toan gieo giống bồ đề. Vậy thì chúng ta đang trồng cái cây bồ đề này là trồng rẫy nè, không? Mà bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta là lúc trồng rẫy, tất nhiên là chúng ta xuống giống, đang trồng đây, ăn chay đây, cúng lại đây, niệm Phật đây, đang hành đạo đây, đi đám làm tầng đây. Vậy đó mà bây giờ sâu bọ, nghe không? Sâu bọ bắt đầu nó chen vô, nó đục phá, làm cho chúng ta thối tâm. Cô bác anh em trong đạo, thôi giờ con sâu là con gì? Mà đồng đạo đặt lên câu hỏi hai phần. Ai trồng rẫy đó, Úc Đàn đây trồng rẫy biết nữa phải không? Trồng dưa hấu nè, trồng bí đao nè, dưa leo nè. Cái con sâu đó, sâu keo, sâu thân, sâu gì đó, là quý vị mình được biết cái con sâu đó là chúng ta thấy được, bắt được. Bây giờ nó lớn, nó lớn cho nên trong khi đó chúng ta bắt được. Còn cái con bọ đó quý vị mình biết đó hen, cặp mắt mà khoảng có chừng 50 tuổi rồi đó hen, không có thấy, phải Úc Đàn? Cái con bọ này độc đủ là cái con bọ trĩ á, nó nằm ở trên cái đọt dưa leo á, đọt dưa hấu bí đao á, mà tới chừng mà thấy cái đọt nó quắn quắn nhìn ngang tấm sợi là nguy hiểm rồi, là nguy hiểm rồi. Tại vì mình không thấy nó, mà tới chừng phát hiện được rồi đó hen, là nguy cơ rồi cô bác anh em trong đạo. Vậy thì con sâu đó là gì? Là chúng ta thấy uống rượu đi ngã qua ngã lại ta thấy, nghe không? Cờ bạc ngầu chỗ sòng bạc ta thấy, uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đằng đếm vô quán đèn đỏ đèn xanh thầy bắt ra được, nghe không? Cái này dễ bắt, nghe không? Đó là sâu đó.
lúc chồng rể đã ăn chay, đã cúng lại, đã tu hành mà còn chạy theo cái con đường đó thì cái chỗ này là bị sâu rồi nè cô bác anh em trong đạo. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là lòi độc địa toan trừ dứt nập. Vậy thì bây giờ lậu sâu bỏ này, bây giờ chúng ta phải làm sao trừ nó mới được, chứ còn bằng không nữa làm sao. Lúc trồng rẫy đủ nhiều sâu rồi, bây giờ tới bọ. Thưa cô bác anh em trong đạo, cái con bọ tất nhiên là cái tư tưởng khởi vọng niệm của mình đó, không? Hằng ngày mà nó khởi niệm rồi là cái niệm tà của mình đó là con bọ đó, mà mình không có thấy, mà mình nương chiều nó. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta là phải dình dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó. Vậy mà hư thân là con bọ đó, mà con bọ này nó ngạt lắm, nó khuất lắm, không có thấy được. Mà tới chừng thấy rồi là chừng biết được đi xa quá đổi, không quyết tâm là khó nổi hoài về. Bừng tỉnh lên đánh phá giấc mê để thưởng thức bồ đề thực cảnh. Mà bây giờ coi như là cái con bọ hàng ngày bắt đầu là cái tâm tà của mình ở trong tư tưởng của mình đó, mà trong khi nó khởi lên mà mình không có hay, không có biết. Cô bác anh em trong đạo, cho nên bây giờ điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, xong cũng làm tâm trí lu lờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền, chớ để dây dư lâu ngày. Dạch coi như là cái đọt dưa hấu ra, tìm dạch cái đọt coi như là dưa leo ra, bắt. Bằng không nữa hen, là trong khi đó là nó ăn coi như là cuốn đầu, tất nhiên là tiêu, không? Giọng trần vừa mới tháng ngang, chẳng ngay, chớ để lan tràn trong tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta phải chặn lại coi như là những cái tâm tà đó. Mà nếu như tâm tà đó chúng ta càng chứa nhiều chừng nào thì vọng tâm á, là người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Mà tâm vọng dứt mới vào cửa Phật, mà tâm vọng còn khó nhập niết bàn. Mà vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh gì đó sáu đàn chuyển linh, nhưng mà gốc tâm vọng á, tất nhiên là con bọ á, thấy không? Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm vì sự tu còn kém quyết tâm, ma đời chúng dễ đến xăm có hơi đường mật vừa lần mới bu, mà thiếu cương quyết khó tu đến chốn, hai động tâm dễ cuốn theo đời. Vậy thì bây giờ trong khi đó là rút trồng rẫy là chúng ta cúng lại, lúc trồng rẫy là chúng ta ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí. Mà trên con đường chúng ta tu hành mà nó còn vướng con sâu con bọ đó là không bao giờ đi đến cạnh Phật được, cô bác anh em trong đạo. Đó là Đức Thầy bảo cho chúng ta là lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bọ là rủi vậy rồi. Bây giờ trong khi đó chúng ta còn ngẩn ngơ bỏ giống hay sao? Thưa quý vị, không có ngẩn ngơ bỏ giống. Mà bây giờ cái giống của chúng ta là giống gì? Bây giờ cái thứ nhất là cái giống của chúng ta là cái giống, cái giống mà Đức Thầy cho chúng ta biết, giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn, là cái giống tốt nè. Giống con rồng cháu tiên nè, giống quý nè. Mà giờ giống quý đầu thì bây giờ là hãy hợp tác gieo trồng giống quý. Hả, mùa tiết giống kia bất luận, hãy một mầm trổ lá mới mọc. Thì bây giờ chúng ta đang mọc đây, thấy không? Đang trổ xanh nảy tược đây. Thì bây giờ chúng ta coi như là khi mà đơm bông kết trái đầu, bây giờ chúng ta phải lo. Đó tất nhiên là giống, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ ở đây là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta lúc trồng rẫy đủ nhiều sâu bọ rồi ngỡ ngơ bọ giống hay sao. Tất nhiên là một là giống hiền, hai là giống Phật, ba là giống gì? Giống từ bi bác ái. Vậy bây giờ là giống hiền gì? Đức Thầy cho chúng ta biết dầu hoàn cảnh ngỗ nghịch khó khăn cách mấy, chúng ta cũng không bao giờ bỏ đi giống hiền, thấy không? Giống hiền này Đức Thầy cho chúng ta biết là giống hiền như thể gieo bông nhị đơm thơm phức màu hồng xê sang. Giống hiền xưa bây giờ mới tiện, dốc chờ ngày bông trổ thâm tho. Vậy bây giờ đã trổ rồi, bây giờ tỉa rồi, bây giờ lên rồi, nếu gặp sâu bọ mà chúng ta bỏ giống sao? Phải không? Không bao giờ bỏ được. Vậy thì bây giờ giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông trổ thâm tho và chăm sóc nghe, để chờ sau này coi như là cái bông trổ thâm tho. Rồi bây giờ là nếu như chúng ta giống hiền xong rồi, bây giờ phải bước thêm một bước nữa là chúng ta phải gieo giống gì? Giống bồ đề, thấy không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là trí toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện, là dắt về Tây Phương. Tất nhiên là phải một bước nữa giống bồ đề, tất nhiên là giống Phật. Mà chúng ta đang gieo đây, đang tu đây nè, đang ăn chay nè, niệm Phật nè, là giống bồ đề được phát sanh, phải không? Vậy thì bây giờ giống bồ đề được phát sanh rồi sao? Chẳng những không dừng đây mà chúng ta phải phát huy thêm nữa là chúng ta mới thành Phật được. Chỉ cái giống gì? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta bước thêm một bước nữa là
Giống gì? Giống bác ái, gieo sâu vô tận. Vậy thì bây giờ chúng ta đã phát tâm Bồ Đề tu rồi, mà giống bác ái không chịu gieo, không chịu thương người mến vật, không chịu giúp đỡ ai, mà cứ coi như là tôi ăn chay vậy thôi, không? Là giống bác ái không có. Cho nên là nếu như chúng ta không có tấm lòng bác ái, mà cái tấm lòng ích kỷ chúng ta còn là mới gieo giống Bồ Đề thôi, mà chưa có tấm lòng bác ái, vậy thì bây giờ chúng ta phải gieo thêm cái tấm lòng bác ái là giống bác ái, gieo sâu vô tận. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca là giống bác ái đó. Ông nào lòng dạ hái hà, mở lòng bác ái mà ra mà làm đi, không giúp người đói khó vô mì, vì đó đó là cái tấm lòng bác ái. Cứ tiếc của mà mong có phước thì phước làm sao có được cho mình. Không muốn tu mà lại muốn linh, linh không thể nào sinh ra được. Bằng như muốn cho mình có phước, bố thí đi chứ tiếc đồng tiền. Còn muốn cho mình được linh thiên là phải tu hiền chính chắn. Cô bác anh em trồng đào đó là giống bác ái gieo sâu vô tận. Vậy thì bây giờ là lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hai sao. Một là giống hiền, hai là giống từ bi, ba là giống bác ái. Ai nói nghiêng, nói ngửa, nói tới, nói lui, nói nặng, nói nhẹ, nói mặn, nói bằng cách nào, nhưng mà tấm lòng bác ái chúng ta vẫn y như vậy, làm như vậy, không bỏ giống. Còn cái giống này nên bỏ nè. Giống nào? Cái giống mà Đức Thầy cho chúng ta biết, từ đây trong nước Nam ta thề rằng chẳng chịu đẻ ra cái giống này nè. Nghe không? Cái giống này bỏ đi. Cái giống đó là cái giống coi như là hại dân hại nước, cái giống coi như là hại đồng đạo của mình. Bỏ cái giống đó, không thèm gieo. Cái giống cũ quá rồi, cô bác anh em trồng đào đó. Vậy thì bây giờ qua hai câu sau, nấu lọc rành mới biết dằn thao, ai thật tánh ai người giả đạo. Mà cái gì nấu lọc rành? Thưa cô bác anh em trồng đào, cho nên chưa gặp lửa đó thì vàng thao một chất, mà đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì bị sắc màu đổi luôn. Vì vậy cho nên bây giờ phải nấu lọc rành. Mà ai nấu? Ông thợ nấu, không là coi như là cái người chế ra vàng nấu, rồi ông khè. Cho nên bây giờ nếu mà vàng muốn biết được vàng thiệt vàng giả phải nấu, tất nhiên là phải khè. Mà bây giờ đồng đạo của chúng ta đó nghe, mà nếu như coi như là vàng thiệt đó nghe, khè bằng cỡ nào cũng không có đổi màu, đúng không? Còn nếu như vàng giả đó em bắt đầu đưa lửa vô khè, nấu một cất bắt đầu đổi màu liền. Bây giờ trong khi đó đồng đạo chúng ta đi hen, đang tu bon vậy đó hen, mà ai nói nặng nói nhẹ, nói hơn nói thua, nói cao nói thấp gì, bắt đầu cái mặt tái mét hen, đổi màu liền, có không? Nó đổi màu, không đổi màu xanh nó cũng đổi màu đỏ nha. Trong tâm vừa muốn mưu phiền thì là ngoài mặt cũng liền kéo mây, bắt đầu đổi màu liền. Cô bác anh em trong đạo tu lâu rồi đó, gặp đồng đạo hen là tay bắt mặt mừng đó hen, vui vẻ đó hen, hân hở đó hen, là cái màu này màu vàng nè, cái màu này là cái dạng thiệt nè. Còn mà gặp đồng đạo mà trong khi đó cái mặt xấm xì đó nghe, là cái này là cái vàng giả nè, không, vàng này không thiệt rồi. Vì vậy cho nên bây giờ cái chỗ này nấu lọc rành mới biết vàng thao, không, là cái vàng thiệt rồi, là không sợ lửa. Nên Đức Thầy nói vàng đá bao phen cơn nước lửa, còn chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bự tiệt khao, không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta vàng thiệt là chúng ta là đi làm đạo, ai khè gì khè cũng không sợ hết, ai nói nặng nói nhẹ, nói hơn nói thua, nói cao nói thấp, bằng cỡ nào đi chăng nữa, tu vàng thiệt không, cứ việc thử đi, thử đi. Bây giờ tu vàng thiệt không có sợ gì lửa nữa trơn trời. Còn nếu như chúng ta vàng giả đó nghe, gặp lửa sợ lắm cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà nói kiểu này, ai nếu bây giờ có vàng giả mà muốn cho nó được an toàn, 10 ngày đi xuyên bữa, 20 ngày đi xuyên bữa, đặng cho nó vàng lại, nghe không? Mà đi xuyên đó là gì? Thôi nói mau đi, 10 ngày đi niệm Phật, có khóa niệm Phật mình đi đó là xuyên lại đó. Đi đám dỗ bữa nay nghe đạo xuyên lại, nghe không? Rồi bây giờ đi đám làm tầng xuyên lại. Nhưng mà cái vàng xuyên đó quý vị mình được biết, cái vàng này chưa có an toàn được đủ điểm, đủ tuổi. Cất kỹ một chút đừng có đụng chạm, nó còn non à, đụng chạm rồi nó mất mình tránh chút gì cho nó an toàn. Vì bây giờ đồng đạo chúng ta vừa đi si mà vừa tránh chút mới được, còn không tránh nó đụng nó mất,
Cho nên đồng đạo mình bây giờ phải cẩn thận chỗ đó, coi như là chánh cảnh ngon hơn, nghe không? Chứ còn đối cảnh mình chưa có đủ khả năng. Có bác anh em nhận đạo, đó là nấu lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tánh, ai người giả đạo. Là cái người tánh thật tất nhiên là cái người tu thiệt, mà cái người tu thiệt tất nhiên là cái người tiệt thu, mà tiệt thu tất nhiên không gom vô, đó là thật tánh, nghe không? Còn cái người không thật tánh cũng đi làm đạo vậy đó. Mà bây giờ nhóng nhóng coi bây giờ đi đám từng có cho gạo không nhờ. Cô bác anh em nhân đạo, rồi đi coi như là trong thời gian bắt đầu trong khi đó xin tiền xin này kia của đồng đạo, làm từ thiện xã hội. Cái chỗ này chưa thiệt. Cô bác anh em nhân đạo, cái người tu thiệt tất nhiên ai thật tánh, ai người giả đạo, tất nhiên là cái người tu thiệt là lúc nào cũng thiệt hết, thấy không? Mà nếu như chúng ta tu thiệt rồi tất nhiên là gần được với cái đạo mà Đức Thầy cho chúng ta biết là làm Phật Nhi phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc, phải không? Nhập thánh siêu phàm, tận tòng chân thật như đắc, được vào cõi thánh, được siêu trong cõi phàm là nhờ cái chỗ làm mà tâm thiệt. Mà nếu như chúng ta mà tu không thiệt rồi đó là chúng ta tu không có tới đâu, cô bác anh em chân đạo. Cho nên ông Phật tu trong khi được đắc đạo và tất cả các chúng sanh tu được đắc đạo là nhờ cái tâm thiệt không hả, cô bác anh em chân đạo. Chúng ta chỉ có một cái chỗ tâm thiệt và cái chỗ tâm bền, hai cái chỗ này là chúng ta tu là thành công đắc quả, cô bác anh em chân đạo đó. Vậy thì ai thật tánh, ai người giả đạo? Vậy bây giờ cái người giả đạo là giả tu thì có rất đông, mà thật tu xem kỹ xét trong không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời nhạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, mà thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng, phải không? Cho nên cái người tu thật rồi tất nhiên là thấy sáng suốt liền. Còn cái người mà giả tu rồi tất nhiên là tu trong thời gian nó không có thấy được như là cái nhiệm màu của Phật pháp, rồi chán nản của quá cái nơi dùng đạo. Vậy thì bây giờ ai thật tánh, ai người giả đạo? Là cái người thật tánh, là cái người tu thiệt, là ôm giáo lý Đức Thầy, là một lòng giữ đạo chờ Thầy, tu cho đến ngày coi như là đến ngày mà gặp Thầy thôi. Còn cái người mà giả tu trong thời gian rồi đó hen, là có quyền lợi thì tu, có vật chất thì tu, ai khen thì tu, ai chê thì bỏ cuộc, theo là cái chỗ này không thiệt. Vậy thì bây giờ nếu như cái người giả và cái người thiệt thì hai cái dạng này khác nhau. Người thiệt mới đi đến chỗ cuối cùng, là đến phút cuối cùng chúng ta được gặp Phật. Còn cái người giả tu trong thời gian rồi chúng ta bị hoàn cảnh xê lệch chuyển hướng của chúng ta hết, cô bác anh em dân đạo, là không giữ chuyển hướng của mình được. Vậy thì bây giờ sau duyên Phật khiến kiếp này tu được thì ráng tu đừng bỏ cuộc nửa năm thôi. Tu một đời mà giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa. Mau tìm chỗ an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn nơi kiếp tạm trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Nay di gặp muôn ngàn khảo đảo, cũng an nhiên chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngày thông, đạo khó mấy cố công tu sẽ đắc, thấy không? Thì rõ ràng đạo khó mấy cố công tu sẽ đắc tất nhiên là người tu thiệt. Giống sanh tử nếu không đem gieo rắc thì mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ mau lâu rồi cũng khỏi. Trên đường đạo phải tinh thần cứng cỏi, chinh phục đời để theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn trấn ở tâm mình như tâm tạng, đi thỉnh kinh thở trước cô bác anh em dòng đạo. Vậy thì 8 phút vừa qua coi như là nó cũng quá hạn rồi. Vậy thì bây giờ ở nơi đây trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này, nơi gia đình đồng đạo năm tiếp tổ chức cúng dỗ cho coi như là thân phụ, và hôm nay tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ và góp phần cho đồng đạo để mà ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý. Vậy thì trong chương trình trao đổi giáo lý này, chúng tôi trao đổi cũng như quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp, chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Nếu hôm nay trong chương trình này có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thánh công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửu nguyện thất tổ, cầu nguyện hưng linh người quá giảng là thân phụ đồng đạo năm tiếp hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được khinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn. Và sống trên đời không gì bằng tinh tấn, tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại tất cả chư quý mình có đầy đủ hành lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tân Dân Tân Đức Nẻo Lương Hồi. Họ tiếp nối chuyển xây về cực lạc đáp ơn Thầy thọ nguyện. Và đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.